Dạ cũng sớm, tại vì có con muộn. Lấy sớm mà con muộn? Dạ. Ồ, nhưng mà thôi, muộn nhưng vẫn hạnh phúc. Dạ. Mình vẫn có con mà. Đúng rồi. Nhiều người muộn nó không có kìa. Nhưng dù sao nữa mình cũng hai người con rồi, vậy cũng may mắn rồi hả? Chắc là kiểu hiếm muộn đúng không? Dạ. Vậy chắc trước đây chị cũng rất khổ tâm nhỉ? Dạ. Bởi vì tuổi này hơn 40 là mấy con có 6 tuổi mấy mấy tuổi, 4 tuổi hả? Nãy là con chị tin đến 20 rồi. Nãy là bây giờ là mình an nhàn rồi. Dạ. Tuổi này là đúng lý là an nhàn rồi. Mà thậm chí là lên ông lên bà đó. Đúng không? Dạ. Có nhiều người ba mấy 40 lên ông lên bà mà chị 4 mấy rồi. Dạ. Ở ba tỉnh khác nhau đang về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin một cái câu chuyện. Thực sự là câu chuyện này hoàn toàn là rất cũ, nhưng đến giờ phút này phải là rất nhiều các gia đình mất rất nhiều tiền. Người mất ít nhất là mười mấy triệu, người mất nhiều nhất đến giờ phút này anh em ghi nhận là có người mất nhiều mấy chục tỷ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin chào tất cả mọi người, xin chào ba chị em mình nhé. Dạ chào anh. Rồi xin chào chị ngồi giữa, chị cho em hỏi chị họ tên đầy đủ là gì? Dạ em tên là Trịnh Thị Thêm. Trịnh Thị Thêm hả? Dạ. Chị Thêm là năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 41 tuổi, 43 tuổi. 43 tuổi, dạ. Chị Thêm quê ở đâu? Ở ấp 1 Xuân Đường. Đình Quán Đồng Nai hả? Dạ, Long Khánh Đồng Nai. Ở Long Khánh Đồng Nai hả? Dạ. Thị xã Long Khánh đúng không? Đúng rồi, dạ. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Rồi chị kế bên cho hỏi chị họ tên là gì? Dạ em tên Thị Bưởi. Thị Bưởi đúng hả? Dạ. Ồ, Thêm và Bưởi. Mình có phải là chị em không? Dạ. Chị Bưởi nhiêu tuổi rồi? Dạ em 52. 52 mới hả? Dạ. 52 trẻ dữ vậy. Ủa, 52 trẻ dữ vậy. Mình ăn mặc phong cách hôm nay là hôm nay là mình bị gọi là bị hại, bị lạn hay là mình là em bị nạn. Ồ, sao trông như mình là chủ vậy? Đó, ồ, chị Bưởi đang làm cái gì? Đang làm công việc? Dạ em đi làm với công ty ở trong Long Khánh á. Ồ, công ty hả? Dạ. Còn cái đó là cái văn phòng. Ồ, văn phòng đó hả? Dạ. Ồ, vậy là đúng rồi, nhìn anh chị ăn mặc là đúng văn phòng rồi. Ồ, rồi cảm ơn chị nhé. Dạ. Rồi chào em chắc. Em cho biết em tên gì? Em tên Đặng Hoàng Huy Tú. Đặng Hoàng Huy Tú. Huy Tú luôn hả? Đặng Hoàng Huy Tú. Dạ. Tên này kêu nhưng mà đọc mất nhiều thời gian. Huy Tú nhiêu tuổi rồi? Dạ em 36 tuổi. Mình quê ở đâu? Dạ quê em Long Khánh luôn. Vậy là ba người quê Long Khánh luôn hả? Dạ. Ồ, gần nhà nhau không? Dạ. Long Khánh mấy? Thị xã Long Khánh, ba người là ba. Em chị ở Xuân Quế, đang Xuân Đường. Ồ. Còn em ở Long Khánh luôn. Ồ trời. Em ở ngay bến xe Long Khánh. Ngay bến xe luôn hả? Vậy ba người mình biết nhau lâu chưa? Từ lúc vô công ty tới giờ. Công ty gì? Công ty đa cấp. Đúng, công ty An Phát. À, công ty An Phát hả? Dạ. An Phát. Công ty An Phát, này nghe chữ An Phát là rất quen. Dạ. Nghe tới công ty An Phát. Dạ. Hoặc doanh nghiệp tư nhân An Phát. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ồ, mình nghe quen quen. Công ty tổng là Hoàng Đạt Bro ở bên ngoài. Ừ, rồi. Vậy là ba gia đình mình ấy, là đi chung xe hay là đi diễn? Dạ, đi chung xe, sáng mướn xe đi. Ôi giời ơi, ba bà chủ chứ ông xa cũng quá. Mướn xe luôn hả? Dạ. Hết nhiêu tiền? Hết 800. Ồ, rẻ không? 800 là rẻ hay bác? Dạ, cũng giá vậy là hữu nghị đấy. Dạ, đúng rồi. Từ Long Khánh về đây rất xa. Dạ, từ 1 triệu là đúng. Từ Long Khánh về đây là bèo nhất là 70 mấy km. Dạ. Ừ, chưa kể là Long Khánh khúc nào, nhưng mà thường là trên 70 km. Dạ. Từ Long Khánh về đây. Dạ. Ờ, 800 ngàn là cũng rẻ. Dạ. Hôm nay hai chị và một em trai. Dạ. Về đây, tinh thần mình có thoải mái không? Mình có lo âu gì, có hồi hộp không? Dạ. Trong đây ai là người lo âu nhất? Dạ. Rồi, em trai lo âu gì không? Dạ không. Bản lĩnh hả? Đàn ông bản lĩnh hơn đúng không? Dạ. Phụ nữ thường thường yếu đuối hơn hả? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, chị gái cho em hỏi, chị ở giữa. Dạ. Chị có chồng chưa? Dạ, em có chồng rồi. Mình được mấy bé rồi? Dạ, hai bé. Con chị thì lớn chưa? Dạ, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi. Nhỏ vậy hả? Mình với chồng trẻ hả? Dạ cũng sớm, tại vì có con muộn. Lấy sớm mà con muộn? Dạ. Ồ, nhưng mà thôi, muộn nhưng vẫn hạnh phúc. Dạ. Mình vẫn có con mà. Đúng rồi. Nhiều người muộn nó không có kìa. Nhưng mà dù sao nữa mình cũng hai người con rồi, vậy cũng may mắn rồi hả? Chắc là kiểu hiếm muộn đúng không? Dạ. Vậy chắc trước đây chị cũng rất khổ tâm nhỉ? Dạ. Bởi vì tuổi này hơn 40 là mấy con có 6 tuổi mấy mấy tuổi, 4 tuổi hả?
lẽ là con chị chưa đến 20 đâu, lẽ là bây giờ là mình an nhàn rồi. Dạ, tuổi này là đúng lý là an nhàn, mà thậm chí là lên ông lên bà đó, đúng không? Dạ. Có nhiều người ba mấy 40 lên ông lên bà mà chị 40 rồi. Dạ. Nhưng mà thôi, đó là duyên phận chị. Dạ. Nhưng mà dù sao chăng nữa cũng giờ như thế là cũng rất tốt đẹp, đúng không? Mình có hai đứa. Ông xã gì đang làm công việc gì? Ở nhà chăm con, đưa đón con đi học, con bé vô lớp 1 á, đưa con đi học. Thế bữa nay một người ở nhà. Thế mà chị làm cái gì? Thì em làm công ty đó, một công ty ở Pháp đó. Không, trước đây chị làm cái gì? À, trước đây thì cũng làm bên cho con cháu nó gói hàng cho shipper đi giao á. Dạ. Sao mình không làm tiếp? Dạ, đang làm cái cuối năm cái nó kêu bây giờ làm ăn bưu điện để cho bên bưu điện làm luôn. Cái xong bên này nghỉ thì còn là thất nghiệp đúng không? Dạ. Xong mình đi làm thêm. Dạ đúng rồi. Chị tìm kiếm thông tin ở đâu mà chị lại vô công ty An Pháp? Nói chung thì ở nhà thất nghiệp mấy tháng, khi ở nhà cái lướt điện thoại đẹp. Oh. Cái điện thoại cứ thấy trên Facebook đó. Oh. Cái điện thoại đó, cái xong khi mình gọi nó, mình cái nó phỏng vấn kêu làm lương là từ 7 tới 12 triệu rồi đó. Giờ nghe ngon thì nghe ngon quá, mình đang thất nghiệp cũng không có việc làm, không có tiền nữa. Chọn ở nhà đã thất nghiệp nữa. Cái mình mới gọi điện, mình mới vô làm, cái mới bị dính vô đây. Thế là người ta nói chuyện với chị rồi bao nhiêu thời gian sau người ta gọi chị tới công ty? Dạ ngày hôm chiều hôm nay điện là qua ngày mai hôm nay nó gọi tới công ty luôn. Ồ, tới công ty mình có đem hồ sơ không? Dạ tới công ty thì nó kêu mình mang theo căn cước là làm hồ sơ, nó kêu là một là hồ sơ giấy, hai là hồ sơ điện tử. Là hồ sơ giấy thì mình làm, nó nói mình là cũng đi làm khám sức khỏe tốn tiền này kia thôi, làm công ty làm hồ sơ điện tử luôn cho nó tiện thì 300 ngàn, đóng 300 ngàn em làm luôn. 300 ngàn? Dạ. Hồ sơ điện tử. Dạ. Còn điện tử thật hay điện tử công trang này mình không biết. Dạ. Khi chị đến ấy, chị đến này trước khi đi chị đến công ty ấy, chị có nói chuyện với gia đình với chồng không? Khi dạ, lúc khi đi ấy, thì chồng nó cũng chở đi cái đó rồi đi xin việc làm, kêu chồng chở đi. Trời. Ra đó rồi làm, khi nghe nó ngon quá thì nó nói là làm chỗ này thì về đừng có nói cho người nhà biết, chồng con đừng nói biết, khi nào mình làm mình đạt kết quả rồi xin về nhà thì mình hãy nói. Thế là khi chị tới là chồng chở. Dạ. Rồi chồng ngồi chờ. Dạ. Xong rồi vô phỏng vấn, xong cái nó hẹn qua ngày mai là đi làm. Thì mình cũng đi làm, phỏng vấn kia là vô làm gói hàng với lại soạn hàng rồi đó. Mai tới chỗ đúng chỗ đó hay chỗ khác? Dạ đúng chỗ đó. Đúng chỗ đó, đông người không? Dạ cũng đông. Khoảng nhiêu người? Khoảng từ lúc em vô làm thì khoảng từ lúc tầm mấy chục người á. Úi giời, nhà lầu à? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhà lầu hay sửa? Chỗ đó nó mướn nhà lầu. Tầm 2, tầm 3, 4 mét. Nhà lầu nhỏ vậy hả? Dạ. Mấy lầu? 3 lầu. Trong có hàng hóa gì không? Hàng cũng trưng mấy cái vỏ trưng bày thôi chứ không có hàng, thì nó cất giấu hết thì mình không biết, mà nó trưng bày mấy cái vỏ thôi. Thế rồi tiêu hiện thôi. Thế là những ngày đầu chúng có bắt chị viết giấy gì không, học tập viết giấy gì không? Có bắt học viết tùm lum hết trơn, viết cái quần què chẳng hiểu tùm lum hết trơn. Trời ơi, học viết tùm lum hết trơn rồi tiền bạc lương thì cứ nói làm từ 7 triệu tới 12 triệu, mà thực sự làm ra tháng đầu thì nó trả cho mình tiền hóa hồng bán lẻ được 460 ngàn. Rồi tới cũng kêu là lương từ 25 tới 30 là có lương thì nó trả cho mình là được thêm 1.990.000 nữa. Rồi là 2 tháng sau là không có ngàn nào luôn. Nó kêu không đưa được người vô là không có tiền. Ok chị. Hôm đầu tiên mình năm nay 43 tuổi hả? Dạ. Hôm đầu tiên tới. Dạ. Chúng bắt đưa giấy đưa viết cho mình học, giống như một đứa trẻ 4-5 tuổi đi học đúng không? Dạ. Kiểu vậy hả? Dạ. Rồi chúng bắt chị học mấy ngày như vậy? Nói chung là ngày nào đi làm ngày đó vẫn phải học. Ngày khoảng bao nhiêu ngày? Thì ngày nào lên cũng học hết á. Nhưng mà em làm từ tầm em vô là ngày 21 tháng 7 là em mới nghỉ là được 3 tuần nay, là em 3 tuần nay em nghỉ 3 tuần nay. Còn ngày nào học đi làm cũng học. Ok chị, bây giờ này. Chị học này, chị viết này, là viết cái gì? Học về sữa, rồi nó kêu là về học về sản phẩm của sữa. Rồi công ty có giấy tờ pháp lý gì đầy đủ, rồi sữa là sản phẩm. Tổng cộng chỉ biết được bao nhiêu tập sách rồi? Nói chung là viết 2 cuốn. Ui mỏi tay không? Mỏi tay không? Có chứ. Mỏi. Tại sao em lại hỏi chị như vậy? Dạ. Yeah. Bởi cái này em không phải là giỏi mà chỉ là thoáng qua. Dạ. Yeah. Em đã biết các chị đang đi đến đâu. Dạ. Yeah. Tại sao em lại hỏi chị là có viết giấy không? Chị lại có. Đúng. Và sau đó chúng nó lại về đừng nói chuyện với chồng. Dạ.
với con và thậm chí gia đình, bạn bè người thân không nói cho ai biết, giấu hết. Đúng rồi. Khi nào mình thành công, mình giàu có, rồi mình chia sẻ sau. Kiểu vậy đúng không? Thế là chị vô đó, nó có bắt chị đóng cái gì không? Thì nó bắt mình là đầu tư trên sản phẩm. Khoảng bao nhiêu tiền? Một đơn hàng là 13 triệu. Rồi đóng chưa? Đóng 138 triệu rồi. Không, không bây giờ thì nói rồi. Ngày đầu tiên, ngày đầu tiên. Ngày thứ mấy thì nó bắt chị đóng tiền 13 triệu. Nói chung là ngày thứ hai. Sao chị không về nói chuyện với chồng mà tôi khổ lắm? Hoặc nói chuyện với công ty tôi khổ lắm, tôi nghèo lắm, tôi đi xin việc. Em cũng có nói bây giờ nó kêu đóng 10 hợp tác với công ty của đơn hàng 13 triệu. Nó là bây giờ vào mãi mãi thì nó bây giờ em khả năng em không có tiền nào hết, không có đồng nào hết. Cái bây giờ trong người chị có bao nhiêu tiền, không có. Cái đó là bây giờ chị có được 500 không? Thì trong túi mình có được 500 mấy chục ngàn. Thế thì 500 thì có, 500. Cái xong rồi đóng ra 500. Cái xong rồi bây giờ nó kêu em sẽ hỗ trợ gì hết mình, giúp đỡ cho chị. Rồi bây giờ em đi vay tiền. Ôi giời. Chị để em vay. Vay bao nhiêu? Vay FE 5, cái gói là nó kêu là cái gói đó hồ sơ là 70 triệu thì nó điện đến gì cho mình bao nhiêu được, được bao nhiêu đã. Thì nó gọi điện, nó vay làm hồ sơ cho mình. Trong rồi nó gọi điện cho mình, nó hỏi nó gì hồ sơ là bây giờ được 51 triệu lẻ 1 ngàn. Rồi chở đi vay, rồi vay lên nó ăn tiền, tiền nó kêu tiền hồ sơ hết 5 triệu. Đổi với lại tiền, đóng tiền cho bên bảo hiểm hết 2.6 triệu. Là vay 51 triệu đó là đóng hết 7 triệu. Còn 40 triệu? 6, còn 42 triệu 400. Là về đóng một mãi cho nó là đóng trước 500 ngàn rồi. Là về đóng thêm 12 triệu 500 nữa. Rồi, xong còn... 12, 3 ngày sau cái nó kêu bây giờ chị đi luôn mãi gia đình có lợi nhuận. Giờ chị đi mãi gia đình cho chồng chị, cho con chị. Bây giờ đi thêm mã gia đình nữa. Là có nghĩa là nó đang biết chị là cầm còn cầm hơn 30. Đúng rồi. Là ăn luôn. Dạ. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đúng rồi. Lớn mùi thì bé mềm. Đúng rồi. Luốt hết. Đúng. Đúng chưa? Dạ. Mình có ký giấy tờ để đóng hàng hoặc nhận tiền hoặc hóa đơn không? Ý là giấy tờ mình có ký nhưng mà nó giữ thì nó không cho mình giữ cái gì hết. Bây giờ mình chỉ có lấy hàng với lại. Chị thấy như vậy á, mới đầu chị thấy là chị đã nhột nhột mà sai sai không? Dạ đúng rồi. Sao mình không nói chuyện với chồng? Tại vì đợi đi vay rồi nói về chồng, sợ chồng nó chửi, cũng không dám nói. Nó kêu là chị đừng, bây giờ anh nói chị đừng có nói chồng với bạn chị bè, nghe chồng, không gì hết. Nhưng mà chị sống với chồng mấy chục năm đúng không? Chị lấy chồng năm bao tuổi? Chị là 24. 24 hả? Dạ. Vậy là mình sống với chồng là 19 năm liên tục. Dạ. Trong cuộc sống này có nhiều khi mình giấu chồng không? Mình có thường giấu chồng không? Dạ không. Thế mà sao lần này mình lại giấu chồng? Em biết lần này vì sao mà không biết sao không biết lúc chồng nào, lúc, về... mà, lúc mà người ta dụ như vậy. Dạ. Mình giấu chồng như vậy. Dạ. Mình thấy mình có sai, mới có tội lỗi với chồng không? Dạ có. Chị hiện nay đang có hai đứa con rất nhỏ. Dạ. Chị nay giấu dối này á, gọi là lừa chồng mà dối con ấy. Chị thấy chị có hối hận. Có. Là những cái ngày đầu ấy, sao mình vẫn làm? Sao mình không nói thật với gia đình? Nghe nó dụ mà nó ngon, có bây giờ nói với chồng thì chồng không cho làm, sẽ chửi. Thế chị muốn bị chửi hơn, chửi là thật. Những người nói chuyện người ta chửi ấy, là những người có thể là người ta thật. Còn những người ta xúi mình, người ta nói ngon nói ngọt, là những người đó có thể là người ta cắn mình một cái, một là mình tới xương. Đến giờ cũng là chị tới chứ nó. Rồi cái lần đầu tiên nó mất 50. Và 50 của chị đã đội lón ra đi rồi. Dạ. Rồi lần thứ hai là chúng dụng của chị sao? Nó dụ đuôi siêu cấp. Nó giờ bây giờ chị là sao? Đi siêu cấp là siêu cấp. Dạ. Là tăng tốc đúng không? Đúng rồi. Úi giời ơi. Đi siêu cấp là tăng tốc. Ý nó là bây giờ chị lớn tuổi rồi là mình, như lớp trẻ. Hoặc là mình đi tàu như kiểu tàu siêu tốc. Mình lớn tuổi rồi nhưng mình giới trẻ là đi từ từ. Dạ. Còn như bây giờ là em còn biết 30 tuổi là em yêu một đứa nào là em yêu từ từ. Nhưng mấy ông lớn tuổi là mày có yêu anh không? Hoặc em có yêu anh không? Là cho nhanh đúng không? Yeah. Mình cắt những cái đoạn khác, đoạn tán tỉnh đúng không? Hiểu vậy rồi không? Yeah. Ý nó đi siêu cấp cho nhanh để kiếm nhiều tiền, kiếm nhanh tiền, cho nhanh nhiều, nhanh giàu, nhanh mua nhà lầu, mua xe hơi. Ui giời. Mua đất đai này kia, lo cho ba mẹ này kia. Bây giờ chị phải đi siêu cấp, mà đi siêu cấp là phải mua 10 đơn hàng, hợp tác 10 đơn hàng là 130 triệu. Ui giời, ôi, đấy là gọi là siêu tốc. Yeah. Thế có cấp tốc không? Có cấp tốc không? Siêu tốc đã đến giờ là cấp tốc chưa? Cấp tốc là phải đi thêm nữa đó. Cấp tốc là chắc phải tỷ mấy? Đúng nha. Chắc là 1 tỷ 3. Dạ. Gấp 10 lần nữa mà, 1 tỷ 3. Siêu trước đây là chỉ đóng vào cái gói là thực tập là 13 triệu. Đúng rồi. Siêu tốc đúng không? Là 130 triệu. Bây giờ là cấp tốc luôn. Là 1 tỷ 3. Cấp là 130 triệu đấy. Lên từng bậc đấy. Thế là sao mình... Thì em đi một em... siêu, còn bà này đi hai siêu. Không, đang hỏi chị. Dạ. Thế sao mình có đồng ý không? Siêu tóc không? Thì nghe nói dụ ngon có quyền lợi đi cái vô siêu tóc vậy á. Ừ. Là được hưởng 3 quyền lợi của công ty. Hôm đó là ngày thứ mấy?
chung là từ hôm vô đầu hôm đó là ngày thứ mấy? Chung là vô đó là từ hôm vô tới ngày đi siêu cấp đó là hình như là 10 ngày á. Ủa giờ 10 ngày mà. 10 ngày mà đã quen con người ta siêu tốc luôn hả? Dạ. Thế là ngày thứ bao nhiêu thì đẻ con? Trời đất quỳ ra đấy. Lại luôn. Thế là chị có chơi không? Có. Rồi tiền là đâu có? Thì tiền nó kêu thấy mình đeo vàng nó kêu đem đến chợ đến tiệm vàng kêu đi bán đâu? Nó kêu đem đi cầm. Đâu sao đấy? Trời đất quỳ ra đây. Thế là sơ tay lên. Vàng đấy là bao nhiêu tiền? Cầm bao nhiêu tiền? Cầm 70 triệu. Là một cầm dây chuyền hay là cầm cầm hết luôn, dây chuyền vàng luôn, chuyện gì cầm hết luôn. Sao lại cầm có 70? Thì vô tiệm vàng thì nó cầm. Sao nó mắc mình bán mất luôn? Thì nó kêu bán, em không chịu bán. Ồ. Em không chịu bán. Nếu bán ví dụ em nói chuyện nghiêm túc, nếu bán thì khoảng bao nhiêu tiền? Lâu chưa? Dạ chắc một tháng. Một tháng là vàng trên dưới 80. Dạ. Nếu bán thì hơn 100 triệu không? Chỉ cầm 70 chắc chắn là bán được 100 mấy triệu. Ừ rồi. Không gì chắc cũng tờ tầm đổ lại chứ không. Ủa sao không lấy cả để đóng deal siêu cấp luôn, siêu tốc luôn. Tại vì em không có bán. Ủa sao mình bán cả mình chưa quả cái giàu hơn nhanh mua. Hai nó kêu cầm, nó kêu giờ chị cầm cái này đi. Rồi chị cầm cái này đi, chị bố siêu cấp đi. Xong rồi về chị lấy cuốn sổ đỏ đó, cái gì là chị lấy sổ đỏ. Ôi giời ơi, cha mẹ ơi. Chị chuột cái này ra lại, chị chuột cái này ra lại. Đất nhà mình có sổ đỏ chưa? Đất có sổ đỏ chưa? Có. Sao mình cũng cầm luôn, chơi quả cho tất tay. Nói chung là tại vì cái sổ đỏ em lúc nó bị rắc rối chứ không là nó dụ cũng cầm đi hết rồi. Ôi giời ơi. Khi mình cầm vàng về nhà, vợ chồng có hỏi là vàng em đâu không? Có. Rồi chị nói chuyện xong. Thì em mới nói là nó dụ em nó cái gì chị cầm vàng đi, chị đóng cái siêu cấp đi, rồi chị ra chị mua vàng giả về chị đeo. Ôi giời ơi. Nó kêu mua vàng giả về đeo. Mua chưa? Cái em đâu rồi vàng giả đâu? Ý để em nói, ý là cầm xong cái vuông vàng giả đeo, em vuông vàng giả cầm hết tiền rồi có tiền mua vàng giả thì phải tầm hơn 1 triệu, vòng vàng hết 1 triệu. Thì em không cầm cho em về em nói sếp ơi bây giờ không có tiền mua vàng giả mắc quá nó là được từ 300 ngàn giờ mới hết lên phải hơn 1 triệu cho nên không có mua thì để về xử lý với nói với chồng nó kêu đu không mua vàng giả không mua vàng luôn để về nó với chồng nó về nói với chồng thì về nói với chồng là lực và không có vàng cũng biết rồi thì về mới nói là ý là về nói là vàng đấy em cầm cho ta bay nắng rồi. Ôi, lừa chồng. Đúng rồi. Trời nó ơi. Nắng rồi, nhưng mà chồng nó không, nó biết cái tính nó không tin. Tội lỗi. Dạ. Yeah. Chị bên đạo hay bên nương? Bên đạo. Ôi trời, tội lỗi không? À bên nương, bên Phật. Thấy tội không? Dạ. Thấy tội không? Có chứ. Chồng đánh không? Dạ không. Chửi không? Có, chửi thì có. Chửi mấy ngày? Chửi nhưng nhớ bài like, chửi từ ngày tới giờ chửi miết luôn, cứ nhớ là chửi nói là chửi thôi. Chị thấy chồng chị chửi như vậy đúng hay sai? Đúng. Đến giờ phút này chị thấy chồng bị chửi chị là thương chị hay ghét chị? Thương. Nếu không thương là bỏ chị rồi chứ. Dạ, không. Nếu không thương là bỏ chị chứ không chửi. Dạ. Chị đúng vậy. Dạ. Giờ phút này chị thương chị nhiều, chồng chị nhiều hay chị thương bản thân mình? Thương chồng. Đúng chưa? Chị có bị đánh không? Dạ không. Sau đó hôm đó cầm vàng đóng tiền là mình có chơi nữa không? Không, nó còn dù đi nữa mà đi nó còn thiếu 32 triệu. Nó xui bây giờ về xoay chỗ nào xoay đi cho đủ 32 triệu, cho đủ 1 siêu đi. Cứ nó bây giờ em hết cách xoay rồi, còn cách nào xoay rồi hết á. Rồi mà 98 là đi siêu đó là 130 mà em được 98 triệu đó. Là em chưa là không có đủ tiền đi siêu đó. Rồi cái mấy bà chị điện chửi cái nó kêu làm cũng được thì bơm cho cực người ta. Làm được bơm cho cực người ta thì người ta nghĩ má để tới ngày đi tôn vinh đi lãnh nhận tôn vinh hả? À, tôn vinh hoa hậu à? Đi tôn vinh bốc thăm trúng thưởng xe xem đồ người ta cho nó khách chính là đi khách chính vừa rồi đi cái nó tôn vinh nhưng mà nó không trong tâm được để tết được bốc thăm trúng thưởng cái có này chúng, có chúng dạ có chúng không có chúng có chúng nhưng mà chúng tàu ngầm 6 tấm trời bất quỷ thật thôi tội vậy chắc bà là thật thà ấy. Chị bằng tuổi tôi cũng dạy nhưng mà chưa đến mức đấy nhưng mà chị khôn hơn trời đất quỷ thần tội vay dễ thương bức xúc nhưng mà nhìn vẫn dễ thương. Ôi trời giờ không biết sao lấy được tiền để trả nước ai người ta dí bữa giờ ngày nào lúc gọi điện cái dí đó. Bây giờ là chị chuộc cái vàng về rồi đúng không? Dạ thì chồng nó cầm sổ đỏ của chồng chuột về để trả tiền lời mà kia. Còn cái FE thì giấu bữa giờ thì FE nó gọi biết. Sao mình không nói thật luôn? Thì giờ nó thật cũng biết rồi đó. Nói chưa? Dạ rồi. Chồng không lại chửi nữa. Chửi nữa? Dạ.
cái cũ chưa hết tội mà lại thành tội mới. Nó vừa bao nhiêu rồi đấy, thật đi, khai thật đấy, thật đi hết bao nhiêu rồi? Khai chưa? Nói đi. Khai tối anh khai ban ngày. Khai tối anh khai ban ngày. Dễ thương đó. Thôi bây giờ này, đừng buồn nha. Yeah. Ở đây thấy những khuôn mặt không ai mong muốn mình bị lừa, và cũng chẳng ai dại đem tiền cho người khác ăn. Nếu giàu có thì người ta lại không chơi thế này. Đây là một là không có việc, hai là kẹt tiền, ba là kinh tế khó khăn, bốn là mục đích chính là muốn kiếm thêm có tiền phụ giúp gia đình. Nhưng không may mình không tỉnh táo hoặc chưa hiểu biết rõ về những lĩnh vực này, mình bị người ta gần như gọi là thôi miên. Chị hiểu từ đó không? Chị hiểu từ thôi miên không? Thôi miên là không phải thôi miên bằng thuốc, mà thôi miên bằng lời nói. Nói từ ngon ngọt ngọt ngào, mình không kịp trở tay, và đầu óc mình không kịp suy nghĩ, bởi vì chúng suy nghĩ trước mình. Chúng đưa những kế hoạch cho mình trước. Mình chưa nghĩ được cái này. Cũng giống như kiểu ông chủ ấy, mình đi nằm ngất thì mình đâu có nghĩ được ông chủ. Ông chủ ông tính trước rồi. Thế nên mình không kịp trở tay. Đến giờ phút này mất trắng, chỉ mất tầm cộng bao tiếng 138, 150, nhưng mà nó ăn thức đóng lỗ là 138, đóng vào công ty là 138. Nói chung là cái tiền mặt là tất cả mặt 150 triệu. Dạ. Chị đã được đồng lương làm chưa? Được 2 triệu mấy. 2 triệu mấy hả? Dạ. Khi chị cầm 2 triệu mấy đó, chị vui hay chị buồn? Vui sôi nổi. Nó trả lương cho chị lâu chưa? Tôi trả tháng 8 vừa rồi. Từ ngày đó đến giờ vẫn là chị còn trong đó không? Dạ, em nghỉ đi 3 tuần em không có vô đó nữa. Không có gọi không? Không, từ ngày nó bắt em lấy hàng về, nó ép em lấy hàng về em không có lấy. Cái xong cái nó kêu là bây giờ em không có giữ hàng của chị nữa. Bây giờ còn 98 triệu là chị không có hàng nữa, chồng chị không cho lấy hàng về nữa. Nó kêu chứ bây giờ em giữ hàng của chị vừa rồi em làm mất hàng của chị, em đền hai đơn của chị. Bây giờ em không muốn giữ hàng của chị, em giữ mất em đền em mệt lắm. Bây giờ em chịu hàng của chị, em chịu hàng của chị. Em ra em giao quán cà phê đây. Bây giờ chị ra quán cà phê, tại vì còn chị không lấy em bị giao nhận hàng cho chị rồi. Em nói chồng không cho lấy, bây giờ tin nhắn gì còn máy đó. Thì chồng không cho lấy, lấy hàng nó về bán cũng không được. Vậy là bỏ ra 150 triệu. Dạ. Để lãnh lương được 2 triệu rưỡi. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng cái số lương 2 triệu rưỡi của chị ấy, bây giờ chị trả tiền lãi ngược lại 150 triệu. Dạ. Thì còn thiếu nhiều lắm. Dạ. Chắc chị biết đúng không? FE mà vay 50 không quan tâm chị nhận bao tiền, là bây giờ chị phải đóng khoảng 65 triệu rồi. Tới đây chị trả hết 65-70 triệu. Vì vậy nên 2 triệu rưỡi chị không thấm vào đâu. Còn chưa kể chị, gia đình chị phải mất nhiều công sức và khóc thầm trừ lộn. Dạ. Còn chưa kể sổ đỏ chị hiện nay đang trong ngân hàng. Dạ. Chị mong muốn nhất điều gì hiện nay? Giờ em mong muốn nhất sao cho em xin lấy được cái số tiền đó. Lấy sẽ lấy được. Yeah. Nhưng mà lấy hết thì chắc khó. Yeah. Tiền chúng ta tẩu tán hết rồi. Anh em đây đã đăng nhiều, sao mình không xem trên mạng hả? Sao mình không tìm hiểu đa cấp ra gì? Không biết luôn hả? Chị từ trước này chị không xem trên mạng hả? Cũng có xem chứ. Mình sai lầm nhất. Tất cả những câu chuyện, những trường hợp hiện nay đến giờ phút này bị sập bẫy, đây gọi là sập bẫy, là toàn giấu gia đình hết. Còn người thứ hai biết, người thứ ba biết, trong một gia đình thì chắc chắn không ai mất tiền. Bởi vì người ngoài cuộc người ta sẽ tỉnh táo hơn người trong cuộc. Cũng như hai người yêu nhau, người ta bỏ mù quáng trong tình yêu, nhưng người ngoài cuộc người ta sẽ tỉnh táo hơn, người ta sẽ nhận biết đâu thật, đâu giả. Chị nói một điều gì đó cho cái người đang nhận tiền chị, cho cái doanh nghiệp tư nhân đó gọi là công ty đa cấp xem được video này, sẽ trả lại tiền cho chị. Chị nói chuyện đi. Bây giờ nói với ông là sếp Hoàng Văn Dũng, bây giờ sếp cho em xin lại cái số tiền đó để về em trả nợ cho người ta. Chứ giờ không đi làm được, ở nhà không đi làm được, mà bây giờ nợ ngày nào nó cũng nghĩ nó cũng đòi hết á. Lỡ thì chồng chửi, lỡ thì ngân hàng đòi. Giờ không có tiền để trả cho người ta, bây giờ thì em xin lại cái số tiền để trả cho người ta. Quá khổ. Hôm bữa em có nên xin làm mà không cho. Bây giờ em chỉ mong muốn cho em xin lại cái số tiền đó.
đến khi nào em giải quyết cho ngân hàng, mình nạp vô hơn 5 triệu đến khi nào mình biết mình bị lừa, khi nào chị biết bị lừa, chị nạp hết tiền vô chị có biết mình bị lừa chưa? Biết sau này em biết, bà chị với bà chị trong nhà điện cũng điện chửi cũng nói, tại vì bà cũng đã bị rồi. Ôi giời ơi, bà cũng đã bị rồi, nhưng mà lúc đó mình chị điện nói thì mình đã đi tới cái đó rồi, có lui để khi cũng nghe nó rồi. Ở khu vực nhà chị ở Long Khánh ấy, có nhiều người bị giống các chị không? Có nhiều người bị giống như các chị không? Nhiều người bị lừa. Dạ. Đa cấp bây giờ ấy, mọc ở tất cả các quán cà phê, tất cả có thể là các chung cư, các nhà cao tầng, hoặc những nhà dân, hoặc những nhà cho thuê nguyên căn. Anh em Hiệp sĩ Bình Dương đã từng cảnh báo rất nhiều rồi. Bởi sao? Trước mắt chúng thuê và vài tháng sau chúng mua đất luôn. Bởi theo các anh em đây nhận biết được, một ngày thu nhập được của một doanh nghiệp, gọi là mình tạm gọi một doanh nghiệp nha, là 30 đến 50 người hoạt động. Một ngày chúng nó thu nhập từ 5 đến 10 tỷ. Nhưng các chị không được gì, không có tiền dụ bán đất, bán nhà, ăn trộm sổ đỏ, cầm vàng, cầm bạc, vay tiền ngân hàng, vay xe, mua xe. Chị mua xe 50 triệu, chúng lại dắt ra chỗ khác nha, dắt ra chỗ khác bán 20, ví dụ như vậy. Hoặc mua điện thoại iPhone 40 triệu, dắt ra chỗ khác bán 15 triệu. Đó, vì vậy các chị thiếu tỉnh táo. Mình phải tỉnh táo này. Trước khi mình nghèo khổ hoặc mình làm việc mà mình đi xin làm việc làm trên mạng ở đâu đó, cách nhất là mình phải biết công ty là hoạt động thật giả, hàng gì nha, biển báo thật giả. Cái thứ nhất, cái thứ hai là thấy mờ ám mà về của dấu chồng dấu con đi hoặc đừng cho ai biết là chúng ta là lừa mình. Và mình đi làm thuê, đi mướn đúng không? Mình khổ mà chúng bắt mình đóng tiền để hưởng lương, hưởng những chính sách là chúng ta đang lừa mình. Thôi, tao tàu bay, tao chuột, đúng không? Cao chạy xe bay là chắc à. Còn đôi khi mình giấu chồng giấu con ấy, mình cứ tưởng rằng sau này mình giàu có. Chúng nó cũng khoe với chị là sau này mình sẽ được nhà lầu xe hơi không? Nó bảo sao? Nó kêu là giờ chị chịu khó chị làm cực khổ chị 3 năm, thì 3 năm là chị sẽ có được giống như em, chị có tất cả các thứ, nhà lầu, xe hơi, đất đai, là lo cho ba mẹ cái gì, các thứ gì cũng có hết. Em cực khổ 43 năm rồi, cực khổ 43 năm lăn lộn thương trường rồi. Đến giờ phút này cũng không có được, mà cũng không dám nghĩ được như chị nghĩ mà chỉ 3 năm nha. Bởi vì hiện nay thì những cái công việc mà bất chính ấy, mà để mà nhanh giàu như vậy thì không ăn được. Vì vậy tất cả những thông tin mà nó chia sẻ như vậy không ai ngon ăn dòng họ ăn hết rồi. Chị công nhận không? Làm sao phải mời chị? Yeah. Sao mất công chở chị đi? Nếu ngon ăn anh em dòng họ ăn hết rồi, đúng không? Đúng. Chị buồn lắm không? Có chứ. Gia đình chị biết hết chưa? Biết hết không? Yeah. Đến giờ phút này chị có nghĩ rằng mà mình bỏ một số tiền rất lớn mà con thậm chí khát sữa, chị có nghĩ rằng những lúc như vậy không? Có chứ. Khó khăn là chồng chất khó khăn đúng không? Chị không làm chị ở nhà hoặc đi kiếm những việc đơn giản có thể phụ chồng để chồng đi làm việc khác. Yeah. Ít tiền cũng được đúng không? Bởi vì mình đã sống mấy chục năm đây rồi mà, khó khăn thì ai chẳng khó khăn. Nhưng mà mình vì khó khăn nhưng thiếu sự tìm hiểu, đến giờ phút này là mất trắng đúng không? Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhé. Yeah. Thực sự là câu chuyện này rất thương.